Chiều ngày 23 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã chính thức công bố giá bán thuốc điều trị COVID-19 Monupiravir. Cụ thể, thuốc Monupiravir 400mg dạng viên nang cứng do công ty cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam sản xuất có giá là 11.500 đồng một viên. Dạng hộp có 1, 2, 5 vỉ nhân 10 viên trên một vỉ. Giá của thuốc Monupiravir 200mg dạng viên nang của công ty cổ phần hóa dược phẩm Macofa có giá là 8.765 đồng một viên, dạng hộp 10 vỉ nhân 10 viên. Thuốc Monuperavi do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Styfarm chi nhánh 1 sản xuất có giá là 12.500 đồng một viên, dạng viên nang cứng, mỗi hộp 1 vỉ hoặc 2 vỉ nhân 10 viên. Trước đó, vào chiều ngày 17 tháng 2, cục quản lý dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị Covid-19 Monuperavi cho ba công ty trên sản xuất